Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Sáng 26 tháng 8, gần 780 ca COVID-19 trong tình trạng nặng và rất nặng. 9 tỉnh đã qua 14 ngày, không có ca mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 381.363 ca mắc COVID, đứng thứ 66 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư này, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 377.245 ca, trong đó 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày, không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Đó là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. 5 tỉnh thành ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Gần 780 ca COVID-19 trong tình trạng nặng và rất nặng. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, 7.646 bệnh nhân được khỏi bệnh trong ngày 25 tháng 8, nâng tổng số ca khỏi bệnh là 169.921. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 749 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 27 ca. Tổng số ca tử vong do COVID tại Việt Nam tính đến 25 tháng 8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID trên thế giới. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong ngày 24 tháng 8, có 432.460 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm là 18.095.473 liều. Đến nay, toàn thế giới ghi nhận 214,25 triệu ca mắc COVID, trong đó 4,46 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân hồi phục lên đến 191,74 triệu người. Châu Á đang là điểm nóng của dịch COVID-19, khi những nước có số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày 25 tháng 8, tập trung phần lớn tại châu Á. Cụ thể, Iran có 39.983 ca nhiễm mới, Malaysia có 22.642 ca, Nhật Bản 21.570 ca, Indonesia 18.671 ca, Thái Lan 18.417 ca. Đến nay, khu vực châu Á ghi nhận tổng cộng 68,48 triệu ca nhiễm, cao nhất thế giới sau khi ghi nhận trên 178.000 ca mắc mới trong ngày 25 tháng 8. Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng thứ hai của dịch COVID, với tổng cộng 54,48 triệu ca nhiễm, trong đó Nga bị ảnh hưởng nhiều nhất với 6,8 triệu ca nhiễm. Tiếp theo là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Đại Dương. Thái Bình tiếp tục chi viện hơn 300 cán bộ, sinh viên ngành y và nam chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức lễ xuất quân đợt 2 với 301 cán bộ, sinh viên ngành y trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để hỗ trợ công tác dập dịch COVID-19. Đoàn công tác lần này có 51 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và cao đẳng y tế Thái Bình, 250 giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đội ngũ này sẽ thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng, tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Trước khi vào chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, các thành viên trong đoàn công tác, ngoài việc được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, thì đều được tiêm vaccine COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với COVID-19. Trước đó, tháng 7 vừa qua, đoàn công tác gồm 410 y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên Thái Bình đã vào chi viện và hiện lực lượng này vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bé trai song sinh chào đời khỏe mạnh từ mẹ mắc COVID-19. Tối 25 tháng 8, Bệnh viện điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ thành công cho một sản phụ 26 tuổi mắc COVID-19 mang song thai. Đây là trường hợp tương đối phức tạp vì sản phụ mang song thai và mắc COVID nên quá trình thực hiện ca sinh mổ đòi hỏi sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Theo đó, các bác sĩ phải kiểm soát nhiễm khuẩn tối đa để hạn chế việc lây nhiễm chéo từ mẹ sang con. Lượng máu mất đi khi sinh cũng nhiều hơn so với các ca sinh thông thường, nên việc chăm sóc phục hồi sau sinh là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho sản phụ và hai bé, bệnh viện đã kích hoạt phòng chăm sóc đặc biệt giúp mẹ và các con vừa có thể gần nhau trong những ngày đầu đời, vừa đảm bảo không xảy ra lây nhiễm chéo cho các bé. Hiện hai bé trai đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần 1. 12.115 ca khỏi bệnh xuất viện cùng một lúc ở Bình Dương. Tối 25 tháng 8, Bình Dương ghi nhận 12.115 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện ở Bình Dương từ đợt dịch thứ tư lên 44.853 người. Trong 24 giờ qua, Bình Dương tiếp tục ghi nhận 4.129 ca mắc mới. Trong đó, số ca mắc tập trung nhiều nhất qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng với 2.128 ca, chiếm 51,5%, và trong khu phong tỏa 1.405 ca, chiếm 34%. 484 ca là kết quả khẳng định PCR tại khu cách ly tạm thời và 112 ca tại cơ sở y tế. Thành phố Thuận An đang là điểm nóng, ghi nhận lên đến 1.976 ca trong ngày 25 tháng 8, tăng 151,7%. Tiếp đến là thành phố Dĩ An 855 ca, tăng 145%, thị xã Tân Uyên 533 ca.
Hiện các cơ sở điều trị COVID trên địa bàn tỉnh đang điều trị 15.641 bệnh nhân, trong đó tầng 1 có 5.852 bệnh nhân, tầng 2 có 9.029 bệnh nhân, tầng 3 có 760 bệnh nhân. Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 81.182 ca mắc COVID, 670 bệnh nhân tử vong. Thêm 335 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Việt Nam. Ngày 25 tháng 8, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID ghi nhận 335 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 266, Bình Dương 31, Long An 16, Đồng Nai 13, Đà Nẵng 3, Hà Nội, Bến Tre, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang mỗi nơi 1. Bộ Y tế cho biết hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 749 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 27 ca. Tổng số ca tử vong COVID-19 Việt Nam tính đến nay là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh tăng F0 rất nhanh, việc điều phối gặp một số khó khăn do cơ sở vật chất hạn chế. Thành phố đang có phương án tiếp tục khắc phục việc chậm trễ chuyển viện các ca F0 trong cộng đồng. Thông tin được ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại các cơ sở điều trị COVID đang điều trị cho 37.138 bệnh nhân, trong đó có 2.299 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.639 bệnh nhân nặng đang thở máy, 20 bệnh nhân can thiệp ECMO. Theo ông Nam, hệ thống y tế đang nỗ lực thực hiện tầm soát trên diện rộng, số ca F0 COVID được phát hiện sẽ có sự gia tăng. Song song với số ca nhiễm được phát hiện tăng lên, số ca tử vong cũng gia tăng do chủng virus Delta lây lan nhanh, mức độ nguy hiểm hơn. Thống kê cho thấy hầu hết những người tử vong là người lớn tuổi, người có bệnh lý nền, một số ít ở nhóm trẻ hơn. Ngành y tế đang nỗ lực kéo giảm tỷ lệ tử vong bằng thiết lập hệ thống bệnh viện điều trị đáp ứng tầng, đặc biệt là các bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch. Thêm 12.115 bệnh nhân COVID ở Bình Dương xuất viện. Trong ngày 25 tháng 8, Bình Dương ghi nhận thêm 4.129 ca mắc mới, phát hiện nhiều nhất qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng với 2.128 ca, trong khu phong tỏa là 1.405 ca. Còn lại, ở cơ sở y tế và điểm cách ly, địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên. Như vậy, tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 81.182 ca mắc COVID, 670 bệnh nhân tử vong. Hiện, các cơ sở điều trị COVID trên địa bàn tỉnh đang điều trị gần 16.000 bệnh nhân theo mô hình tháp 3 tầng, riêng bệnh nhân nặng có gần 800 người, gần 3.400 F0 không triệu chứng, đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Kiểm soát dịch quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, ba địa phương vùng đỏ của tỉnh là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên đang tổ chức đông cứng khóa chặt 15 phường có nhiều ca mắc COVID từ 7 đến 15 ngày. Hơn 1 triệu dân trong vùng bị khóa chặt được hỗ trợ thực phẩm, thuốc men, xét nghiệm kết hợp tiêm vaccine phòng COVID. Đối với các địa phương vùng xanh của tỉnh vẫn tiếp tục siết chặt quản lý, yêu cầu người dân thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người được Bộ Y tế cử vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch, số ca mắc mới thấp hơn số ca xuất viện là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ công tác dập dịch ở Bình Dương đang đi đúng hướng. Riêng ngày hôm qua 25 tháng 8, Bình Dương đã có 12.115 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ tư lên gần 45.000 người.